Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước Một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hiện nay khi trang trí nhà ở cái hạng mục cửa thì có thể nói là nó rất là đa dạng, phong phú những cái vật liệu cửa khác nhau như là cửa nhôm, cửa sắt, cửa gỗ. Và một cái vật liệu hiện nay cũng đang bắt kịp xu hướng, đó chính là vật liệu cửa nhôm sinh pha. Nói về cửa nhôm sinh pha thì hiện nay trở nên rất là phổ biến và không còn xa lạ với bà con nữa. Vì mình đi đâu mình cũng bắt gặp bà con mình trang trí nhà bằng cửa nhôm sinh pha. Nhưng đa phần bà con mình lựa chọn cái cửa nhôm sinh pha màu ghi là nhiều các bạn. Tuy nhiên cửa nhôm sinh pha nó có rất là nhiều những cái màu, trong đó có hai cái màu cơ bản, đó chính là màu trắng sữa và màu ghi. Cái màu ghi thì nó trở nên rất là phổ biến phải không các bạn, vì nó rất là thịnh hành và được rất nhiều bà con mình lựa chọn cái màu ghi để trang trí ngôi nhà của mình. Tuy nhiên ở cái màu trắng sữa thì nó cũng có rất là nhiều những cái ưu điểm, và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái vẻ đẹp của cửa nhôm sinh pha màu trắng sữa và những cái ưu điểm và cái màu trắng sữa này mang lại. Ở cái màu trắng sữa thì bà con bình thường hay có một cái cảm nhận là nó rất là dễ dơ. Nhưng mà thực tế ra trong quá trình mình sử dụng thì với cái màu trắng sữa này nó rất là sạch các bạn, và rất là dễ lau chùi, và nó không có bị bám bẩn, và sử dụng một cái thời gian dài thì nó không có bị xuống màu, vì cái màu của nó thì đã là màu trắng sữa rồi các bạn. Tuy nhiên ở cái cửa nhôm sinh pha màu trắng sữa này nó có phủ một cái lớp bóng nhẹ giúp cho mình rất là dễ lau chùi vệ sinh, và nó không có bám bụi bẩn. Và cái cửa mà nhôm sinh pha cái màu ghi thì nó sẽ là có một cái độ nhám và một cái độ sần hơn là cái màu trắng sữa nha các bạn. Và về xét về cái độ xuống màu thì cái cửa nhôm sinh pha màu ghi nó sẽ rất là dễ xuống màu hơn là màu trắng sữa. Đó chính là cái cảm nhận của mình. Và mình mời các bạn cùng mình tham quan cái vẻ đẹp của một bộ cửa sổ và cửa đi với cái màu trắng sữa. Với những cái gia chủ mà mình yêu thích cái sự mềm mại, tinh tế, nhẹ nhàng thì màu trắng sữa được rất là phù hợp, và với cái màu ghi xám thì nó sẽ rất là phù hợp với những cái gia chủ mà mình muốn mang một cái dấu ấn, một cái điểm nhấn cho ngôi nhà của mình, thì lựa chọn cái màu ghi này nó rất là phù hợp. Ngoài ra màu ghi nó sẽ tạo một cái điểm nhấn bằng cái màu sắc trên một cái bảng tường mà cái vị trí cửa này đặt. Lựa chọn màu ghi hoặc là màu trắng sữa thì mình sẽ tùy thuộc vào cái mẫu nhà của mình, và kèm theo đó tùy thuộc vào cái màu sắc mà mình hướng đến, nó có nhiều điểm nhấn hay không thì mình sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên để đưa ra một cái lời khuyên lựa chọn cái màu ghi hoặc là màu trắng sữa thì mình cũng khuyên bà con mình nên chọn màu trắng sữa. Và cụ thể thì mình đã nhìn thấy được những cái ưu điểm cũng giống như là những cái hình ảnh thực tế mà cái mẫu cửa nhôm sinh pha màu trắng sữa mang lại. Bền đẹp, hợp túi tiền, đó chính là những cái từ ngữ mà mình dành tặng riêng cho các vật liệu cửa nhôm sinh pha. Và lựa chọn cửa nhôm sinh pha để trang trí ngôi nhà của mình sẽ không làm cho mọi người thất vọng, và nó rất là phù hợp với các bà con mình, vì nó không phải là quá cao. Và hiện nay cửa nhôm sinh pha nó sẽ dao động từ khoảng hơn 2 triệu một mét vuông hoàn thiện, có thể nói rằng là nó rất là phù hợp với mọi người. Hy vọng rằng với những chia sẻ hình ảnh thực tế về các vật cái cửa nhôm sinh pha màu trắng giúp cho bà con mình có được nhiều sự lựa chọn, nhiều sự tham khảo khi đưa ra một cái quyết định lựa chọn cái màu cửa nào trang trí cho ngôi nhà của mình. Và video chia sẻ của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.